du lịch màu nhé bạn. Đi du lịch màu nhé bạn, cho em đây luôn nghe biết bao chuyện nè. Qua bao nhiêu trang thánh kinh tuyệt vời, vì trong lời Chúa em hoa khôi từ ngày lớn khôn lớn. Đi du lịch màu bạn ơi, xem từng trang kinh thánh. Đi du lịch màu nhé bạn. Đi du lịch màu nhé bàn tay cầm tay Giêsu. Đi du lịch màu nhé bạn. Đi du lịch màu nhé bạn, cho em đây luôn nghe biết bao chuyện nè. Qua bao nhiêu trang thánh kinh tuyệt vời, vì trong lời Chúa em hoa vui từ ngày lớn khôn lớn. Đi du lịch màu bạn ơi, xem từng trang kinh thánh. Đi du lịch màu nhé bạn. Đi du lịch màu nhé bàn tay cầm tay Giêsu. Đi du lịch trong thánh kinh. Đi du lịch trong thánh kinh. Đi du lịch trong thánh kinh. Anh Toàn, anh Khánh Linh, chị Thanh Trúc, chị Tiểu Linh, chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình Những câu chuyện kỳ diệu. Các bạn ơi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch trong Kinh Thánh nhé. Các bạn có biết không, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Những câu chuyện được chép trong Kinh Thánh đều có thật và là những điều Chúa muốn nói với chúng ta đó các bạn. Đúng rồi, mình rất là háo hức muốn được cùng với các bạn khám phá những câu chuyện kỳ diệu trong Kinh Thánh. Mình cũng háo hức nữa. Ơ mà, trưa rồi mặt trời chiếu vào nóng quá. Mặt trời từ đâu có vậy các bạn? À, Linh có ý này nè. Hay là trong chuyến khám phá đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu muôn vật từ đâu mà có ha. Ờ, đúng rồi, đây là ý kiến rất là hay. Vậy chúng ta hãy cùng đi xem những tạo vật tuyệt vời của Đức Chúa Trời. À, chào các bạn. Bạn Na đang đứng chờ bạn Bi tới để cho bạn Na xem cái gì hay lắm nè. Na ơi. À, Bi. Đẹp không? Ồ, đẹp quá. Đâu ai làm có cây ngoài đồng, khiến hoa xinh nở trên cành, rồi kết trái thơm ngon la lùng, ngoài Chúa ai làm được chăng? Hả? Chúa làm nên cái cây này sao? Thiệt đó, Bì có muốn biết Chúa đã dựng nên muôn loài như thế nào không? Ngày xưa thật xa xưa, chưa có núi chưa có rừng. Ngày xưa rất xa xưa, chưa một ai xanh trên đất. Kìa đất trong không và u tối, thần Chúa đi qua, chiều sáng chia ngày cùng đêm. Wow, Chúa dùng gì để tạo ra sự sáng vậy Na? Kinh Thánh chép, Chúa chỉ phán thì có sự sáng. Lời phán của Chúa có năng quyền đó Bi. Vậy ngày thứ hai thì sao? Để Na kể Vi nghe nha. Ngày hai ngày đi qua phần ra nước lập cõi trời. Ngày ba Chúa đi qua chia biển xanh và đất xám. Cùng giấc gieo muôn ngàn hoa sông. Thời khắc qua màu cây cối đâm trời nở hoa. Ồ, vậy là Chúa đã tạo ra các loài hoa, các loài cây cỏ vào ngày thứ ba. Thật cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra cây hoa này của mình. Cảm ơn Chúa đã tạo ra cây hoa hướng dương xinh đẹp và rực rỡ như thế này. Chúa cũng tạo ra nhiều loài cây cỏ khác như là cây thông. À, cây thông Bi biết rồi, trong ngày Giáng sinh. Đúng rồi, cây táo nè, rồi cây ớt nữa nè. À, cay quá. À, cay quá. À, ngoài những cây bạn Na vừa kể tên trên, các bạn nhỏ còn biết Chúa đã tạo ra những cây nào khác không nè? Con biết nè, cây chuối, cây cam, cây quýt, cây bưởi. Đúng rồi đó, chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra các loài cây cỏ cho chúng ta nào. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngày tư ngày đi qua cho tinh tú treo khắp trời. Trời trắng các ngôi sao, chia ngày đêm và năm tháng. Ồ đất vẫn đang còn hoang vang, biển nước mênh mông, mây trắng lưng lờ êm trôi. Ủa, sao Bi biết hay quá vậy? À, Bi nhớ ra rồi, mẹ đã kể cho mình, mà mình quên mất tiêu. À, hôm nay nóng quá, nhưng mà tại sao Chúa lại tạo ra mặt trời to và nóng quá vậy?
Chúa tạo ra mặt trời để soi sáng và giữ ấm cho trái đất. Mà Bi với các bạn nhỏ là không có nên nhìn thẳng vào mặt trời vào buổi trưa đâu nha. Có hại cho mắt lắm đó. Vậy à, mình biết rồi. Các bạn cũng nhớ là đừng có nhìn thẳng vào mặt trời vào buổi trưa nha. Ừ, khi ra đường các bạn nhớ đeo kính vào nha. chắc là Bi cũng nhớ Chúa đã dựng nên những gì vào ngày 5 và ngày 6 đúng không? À, Bi quên mất rồi. Vậy thôi để bạn Nan nói nè. Ngày thứ 5 á, Chúa tạo nên các loài vật sống ở dưới nước như các loài cá bơi nè, và các loài chim bay trên trời như chim bồ câu nè. Còn qua ngày thứ 6 thì Chúa tạo nên các loài thú đồng và các loài côn trùng nữa. Trong các con vật mà Chúa tạo ra, Na thích nhất là con gì nè? Na thích con cừu vì nó rất là dễ thương và có bộ lông mềm mại. Còn bạn Bi thích con gì nè? Mình thích nhất là con gà. Vì nó cho mình trứng để ăn. À, con gà mái đẻ trứng ha. Cũng đúng tác, rồi. Còn các bạn thích nhất là con gì nè? Con thích con chó. Con thích con sư tử. Con thích con mèo. Con cọp. Vì biết không, cũng trong ngày thứ 6, Chúa nắng nên con người. Ngài tạo nên loài người theo hình Ngài. Ngài tạo nên người nam giống như bạn Bi và các bé trai ở đây, và người nữ giống như Na và các bé gái ở đây vậy đó. À, vậy là chúng ta được dựng nên rất đặc biệt phải không Na? Đúng rồi đó, hãy cùng nhau cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo nên chúng ta nào. Chúng con cảm ơn Chúa. Na ơi, Bi lại quên mất là Chúa đã tạo ra những gì trong 6 ngày rồi. Để Na nhắc lại cho Bi và các bạn nha. Ngày thứ nhất, Chúa tạo ra sự sáng. Ngày thứ hai, Chúa chia nước và tạo ra khoảng không. Ngày thứ ba, Chúa cho nước tụ lại để có đất khô và Ngài tạo ra các loài cây cỏ. Ngày thứ tư, Ngài tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. À, ngày tiếp theo á, Bi nhớ rồi. Bi có ý này, sao mình không xem trực tiếp những tạo vật Chúa đã tạo nên trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu? Ý kiến hay đó. Nào các bạn cùng đi với chúng mình nha. Ngày xưa thân xa xưa chưa có núi chưa có rừng, ngày xưa rất xa xưa chưa một ai dành trên đất, kìa đất trong không và u tối. Thần chưa đi qua chưa sáng chưa ngày cùng đêm. Ngày hai ngày đi qua vầng sẽ nước lập cõi trời. Ngày ba chưa đi qua chia biển xanh và đất sáng, cùng xếp gieo muôn ngàn hoa sông. Ngài đi qua cho tinh tú treo khắp trời, trời trắng các ngôi sao chia ngày đêm và năm tháng. Hồ đất vẫn đang còn hoang vắng, biển nước mênh mông, mây trắng lưng lờ em trôi. Chúa ban đầy muôn thu.
và hẹn gặp lại các